Không thể tin được cái con game mà mình review cho anh em cách đây khoảng 2-3 tháng á, cho đến thời điểm hiện tại giá của nó đã tăng hơn 1000% luôn. Sáng ngày hôm nay thì mình có đăng vào kênh Telegram và thông báo cho anh em thì lúc đó mức giá của nó hơn 1000. Có nghĩa là một cái đồng coin của nó có giá trị hơn 1000 Việt Nam đồng ấy. Nhưng ở cái thời điểm hiện tại mình làm video á, thì nó tụt xuống còn khoảng 900 đồng thôi, 935 đồng. Và ngày trước mình chơi cũng không chơi nhiều đâu. Và chủ yếu là mình kiếm tiền miễn phí mà anh em. Thế nên ngày trước đây là một cái nick của mình ha. Mình chủ yếu là review cho anh em trên kênh YouTube. Thế nên mình đã kiếm được khoảng 560 đồng. Mà 560 đồng ở cái thời điểm hiện tại nha, chúng ta cùng xem này. Nó có giá khoảng hơn 500.000 Việt Nam đồng. Và cái tiền này á, đương nhiên là anh em có thể là bán được. Tại vì nó đã được list trên các sàn rồi. Quan trọng là lúc anh em bán nó giá ở bao nhiêu. Anh em có thể là bấm các thị trường giao dịch này. Cái đồng coin này đã được list trên các sàn như là BankexSwap này, BitGet này. Anh em có tài khoản ở sàn nào thì anh em cứ bán trên sàn đó thôi. Còn nếu như không có tài khoản ở sàn á, mà tài khoản ở MetaMask á, thì anh em có thể là swap ở BankexSwap. Game ngày trước là chúng ta sẽ cài file APK đúng không? Nhưng ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cài đặt thông qua Epic Game hoặc là Elixir. Thì ở đây mình sử dụng Epic Game đi ha. Tại vì mình đã cài đặt thông qua nó rồi. Epic Game thì chúng ta cứ đăng nhập bằng tài khoản Gmail, sau đó thì anh em tải về và cài đặt thôi. Nó cũng giống như là file APK thôi. Nếu có khác biệt đó là chúng ta sẽ chơi con game này thông qua ứng dụng Epic Game. Thế nên nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Chứ nó không như ngày trước chúng ta cài đặt trực tiếp luôn thì chơi nó rất là lag ha. Một phần anh em cần phải biết ở trên cái đường link Cyber Titan đó là trong cái mục Universe này. Ở đây chúng ta có thể tìm hiểu về game trước như là các tộc hệ rồi các lõi. Ở đây thì mình sẽ nói qua cho những bạn nào mà bây giờ mới bắt đầu chơi con game này. Còn nếu như anh em đã biết rồi thì anh em có thể tua qua cái đoạn này ha. Đầu tiên là về Titan, chúng ta sẽ có các tộc hệ mà khi chơi anh em sẽ biết thôi. Tại vì ở đây anh em nghe mình nói thì sẽ rất là khó nhớ. Mà khi chúng ta chơi nhiều khoảng 2 cho tới 3 trận thì anh em tập trung chơi một cái đội hình đến khi anh em quen rồi nó sẽ thuần thục hơn. Sau khi chúng ta chơi khoảng 10 trận, đảm bảo rằng anh em sẽ biết gần hết về các con tướng. Tại vì anh em cứ chơi là sẽ nhớ mà đúng không? Hoặc là lát nữa mình sẽ review cho anh em xem một trận luôn để cho anh em tiện theo dõi ha. Còn bên mục class này nó cũng vậy. Giống như anh em chơi đấu trường chân lý thì một tướng sẽ có tộc hệ thì ở đây nó sẽ có hai cái mục tộc hệ luôn. Còn bên mục crypto là lõi đá đó anh em. Thì trong khi mà chúng ta chơi, thay vì là cái round đi chợ anh em sẽ lượm đồ thì chúng ta vừa lượm đồ vừa lượm đá luôn. Đá đỏ thì nó sẽ tăng đam và tăng máu cho anh em. Còn đá xanh thì nó sẽ tăng tỷ lệ hồi máu. Còn đá vàng thì anh em sẽ bỏ được thêm slot và cũng như là nhận được thêm vàng ở trong trận đấu. Đặc biệt là khi đến level 3, đá vàng thì anh em sẽ trừ máu đối phương và cộng máu cho bản thân. Trong các trận đấu mà mình muốn kết thúc trận nhanh nhá thì mình sẽ chọn cái lõi vàng này để trận đấu nó sẽ kết thúc nhanh hơn ha. Ở đây mình nhớ là level 1, level 2, level 3 chứ không phải là level 0, level 1, level 2 thì phải. Chắc là nó ghi nhầm thôi, không sao đâu. Còn về mục đồ thì cứ chơi là sẽ nhớ, nó giống như mặt tướng anh em. Chúng ta chỉ cần phân biệt đồ nào đồ đỏ, đồ nào đồ xanh thôi. Còn những đồ mà kỹ năng đặc biệt thì trong trận đấu mình sẽ chỉ cho anh em. Hoặc là khi chúng ta chơi thì anh em sẽ biết. Lát nữa chơi mình bui đồ mình sẽ nói cho anh em luôn. Ngày trước mình đã review cho anh em về cách chơi cũng như là cách rút tiền rồi. Thế nên chắc là mình sẽ không nói lại cái mục rút tiền ha. Chủ yếu là chúng ta chơi game thôi. Chơi game giải trí thôi chứ anh em nghe mình nói lan man thì chắc anh em sẽ buồn ngủ mất. Chúng ta chỉ cần quan tâm ở phần lobby. Mỗi ngày chúng ta sẽ tham gia mục free match để anh em kiếm được các cái vé. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ kiếm được điểm. Điểm này, điểm xếp hạng á, thì ở mục ladder này thì anh em sẽ leo rank. Chúng ta xếp hạng càng cao thì khi kết thúc mùa thưởng nó sẽ càng nhiều. Top 1 sẽ nhận được là 200 đô. Bên cạnh đó sẽ nhận được là các cái vé. Thì vé này chúng ta sẽ tham gia mục tournament, được chưa? Đó, cứ tìm hiểu từ từ ha. Với mục tournament này thì anh em cứ bấm cái mục đó là open tour này. Đó, để chúng ta xem được các cái phòng mà anh em có thể đăng ký ở thời điểm hiện tại. Thì anh em chỉ cần chú ý này. Đầu tiên là mốc thời gian. Ở đây 10 giờ tối đánh nha. Và thời gian là ngày tháng đánh này. Khi mà chúng ta đăng ký nó sẽ gửi cái thông tin, một cái tin nhắn về mail cho anh em. Và gần đánh thì nó sẽ thông báo cho anh em ở mail. Rồi chúng ta tìm hiểu này. Time là loại. Chúng ta có thể sử dụng ticket là cái vé đó anh em. Cái vé mà anh em kiếm được để đăng ký. Hoặc là sử dụng cái lead, đồng lead của anh em. Khi mà chúng ta tham gia vô một cái tour như thế này thì chúng ta thắng, anh em sẽ nhận được đồng lead, được chưa? Và đồng lead nó sẽ cộng thẳng vô cái ví của bạn, mà trong video rút tiền mình đã nói rồi. Từ cái ví của bạn anh em có thể là swap ra đồng coin khác hoặc là bán trên các sàn ra Việt Nam đồng tùy anh em. Còn nếu như không bán được lên sàn vì anh em chưa đủ tuổi, chưa đủ 18 tuổi mà KYC trên sàn á, thì anh em có thể liên hệ mình sẽ quy đổi cho anh em ra Việt Nam đồng luôn.
Khi mà anh em đăng ký tour rồi á, thì đúng thời gian anh em on, nó sẽ tự động đẩy anh em vô phòng luôn. Và chúng ta chỉ cần chơi thôi. Ở thời điểm hiện tại thì anh em chỉ cần quan tâm vậy thôi, và cứ chơi anh em tìm hiểu các mục khác ha. Ở trong mục shop á, thì chúng ta chỉ cần quan tâm mỗi ngày vô đây và điểm danh một lần để nhận vé miễn phí. Còn những mục khác thì anh em sẽ sử dụng cái đồng lít của anh em và mua, như là các nhân vật hay là item gì đó tùm lum ha. Thì kiến nghị anh em trên free chúng ta sẽ không cần quan tâm đâu, chúng ta chỉ cần điểm danh hàng ngày thôi. Rồi về phần lobby, chủ yếu là cách xây dựng đội hình cũng như là chơi game thôi. Chứ những cái mục khác khi chúng ta có tiền rồi anh em tìm hiểu cũng được. Rồi chúng ta vô mục là free match, mỗi ngày anh em sẽ đánh đâu đó vài trận cũng được. Chúng ta càng thắng nhiều thì anh em sẽ kiếm được càng nhiều vé thôi. Và đương nhiên nó sẽ bị giới hạn cái lượng vé mà anh em kiếm được mỗi ngày. Tìm trận khá là nhanh luôn nha. Nếu như ngày trước mình phải bỏ ra khoảng 1 tới 2 phút để tìm trận, thì ở thời điểm hiện tại tìm chưa tới 10 giây. Tại vì bây giờ game nó hot mà anh em. Anh em nhìn cái giá tiền của đồng coin, nó may là anh em cũng hiểu là lượng người chơi ở thời điểm hiện tại rất là nhiều. Bởi vì game bây giờ nó mượt rồi, nó không có lag nhiều như ngày trước. Tuy ở thời điểm hiện tại vẫn lag nha, nhưng lag ở cái mức độ chấp nhận được. Sau khi vào trận anh em sẽ có hai lựa chọn, một là anh em chọn skip, hai là anh em sẽ chọn coin. Thì ở đây mình kiến nghị anh em chọn coin cho nó an toàn, chọn skip á. Nếu chúng ta mà skip nó không ra cái lõi mà anh em cần, hoặc là nó không ra cái lõi nào luôn, thì coi như là chúng ta dễ toang lắm. Vừa không có tiền, lại vừa không có lõi, vừa không có đồ đẹp nữa thì càng chết. Thế nên mình sẽ thông thường mình lựa chọn là vàng. Và đầu game á, đẹp nhất là chúng ta sẽ có một cái lõi. Ở đây mình được cái lõi màu đỏ này anh em. Lõi đỏ là chúng ta vừa cộng máu mà vừa cộng được đam thì rất là ngon. Gọi là đá đi ha. Thì đá đỏ này mà lên được level 3 á, là auto anh em có top rồi. Còn quan trọng là đối phương nó có mạnh hay không thôi. Còn đối phương mà không có cái đá nào mà level 3 á, thì coi như game đó anh em top 1. Nó OP lắm, dạng như là nó cực kỳ là mạnh luôn đó anh em. Mỗi đá thì nó sẽ có ưu nhược điểm riêng. Và khi anh em muốn đi chuỗi thắng á, thì kiến nghị anh em là bui đồ sớm. Đó, ở đây mình đã tối ưu đồ, được chưa? Mình vừa lấy vàng up được level ở giai đoạn đầu, mà mình vừa có đá ngon nữa anh em, đá đỏ. Bên cạnh đó thì mình tối ưu được đồ này. Tướng thì nó cũng không phải là mạnh ha, tại vì mới level đầu thì có gì dùng đó thôi. Chúng ta tối ưu dòng, có nghĩa là anh em tích càng nhiều dòng càng tốt ở giai đoạn đầu. Sau khi mà mình đã up được level 5 rồi á, tiếp theo anh em biết mình làm gì không? Mình sẽ tích tiền, tích đủ 40 vàng. Đương nhiên chúng ta có thể xài xuống còn 20 vàng để up level sớm cũng được. Nhưng kiến nghị anh em tích đủ 40 vàng sớm để chúng ta tích được lợi tức. Khi mà anh em tích đủ 40 vàng qua một round thì chúng ta tích được thêm 4 vàng lợi tức. Còn cái bay á, là mặc định mỗi round thì chúng ta sẽ được cộng là 10 vàng. Và nếu như chúng ta thắng thì anh em nhận được thêm đó là 1 vàng. Còn nếu như thua thì không nhận được vàng chủ thua đâu anh em. Thế nên kiến nghị anh em cố gắng thắng. Ở đây thì bài mình nó khá là yếu ha. Và cái dòng mình kiến nghị anh em dùng á, đây này, để mình bỏ vô cho anh em xem này. Cái dòng mình kiến nghị cho anh em dùng á, là dòng greedy ở giai đoạn đầu. Tại vì cứ qua một turn á, anh em nhìn này, nếu như chúng ta bỏ 2 greedy á, nó sẽ có 20% tỷ lệ cho anh em một cái skip và một cái object là một cái đồ đó anh em. Còn nếu như bỏ 4 con thì anh em sẽ nhận được thêm 1 coin. Ngoài nhận thêm 1 coin thì chúng ta sẽ có 50% tỷ lệ nhận được thêm đồ, đúng không? Cũng khá là ổn áp. Và chúng ta đang ở trong quá trình tích tiền á, thì anh em đừng có hâu tướng. Ví dụ này, anh em thấy không? 10 interest này nó sẽ là cộng 0 đúng không? Đầu tư đấy thì mình bật lên đó thì nó sẽ tăng thêm 1, có nghĩa là mình đã tích được 10 vàng. Nó giống như đấu trường chân lý đó anh em. Đây là game đấu trường vô lý ha. Và cái greedy này không phải là 100% sẽ nhận được đồ nhá, mà nó chỉ là tỷ lệ thôi. Đó, chúng ta lên được 20 vàng thì anh em sẽ tích được thêm cộng 2 này. Và khi mà chúng ta chơi, anh em có thể check nhà khác xem họ kiếm được cái lõi gì, đá gì, hoặc là họ đang chơi con tướng gì. Đây, không có nhà nào kiếm được đá nào hết nha anh em. Thế nên mình đi chuỗi thắng rất là dễ, với điều kiện là mình sẽ có một con đam chủ lực. Ở đây mình đã có một con tướng 4 tiền rồi, thế mình chẳng ngại gì hết ha. Và đầu game thì mình có thể là bỏ con này vô, bớt đi một dòng, nhưng mà có thêm dòng magma này cũng ok này. Và khi chơi thì anh em cố gắng biết những cái con tướng nào mà có thể làm được đam chủ lực ở trong đội hình và cái giá tiền của nó.
Ở góc phải dưới cùng anh em thấy không? Nó sẽ có tỷ lệ ra các tướng. Màu trắng là cái con tướng 1 tiền. Lên thêm màu xanh là 2 tiền. Và khi mà chúng ta up level càng cao thì cái tỷ lệ ra tướng ngon nó càng nhiều. Tướng ngon nhất đương nhiên là tướng 5 tiền rồi anh em. Mà 5 tiền thì anh em cần phải up đến level 7 nó mới có tỷ lệ ra. Và up cao nhất là level 8. Level 8 thì roll tướng 5 tiền nó sẽ dễ hơn. Một trận đấu của game này thì rơi vào khoảng 15 cho tới 20 phút ha. Nếu như chúng ta kiếm được lõi vàng level 3 thì trận đấu nó sẽ nhanh hơn, tại vì nó sẽ trừ máu của tất cả đối phương. Một cái đội hình khá là mạnh đó là chúng ta sẽ đi đội hình xạ thủ shooter này. Thì con này nó có thể làm được đam chính. Trong cái đội hình xạ thủ nó sẽ có một con tướng 5 tiền, sau này chúng ta thay đồ qua cũng được. Nhưng mà xạ thủ thì mình lại không thích chơi lắm. Tại vì về led mình sẽ kẹp hai con sát thủ vô để nó giết những đứa nào mà chơi xạ thủ đó anh em. Thế nên mình cũng sẽ bỏ luôn ha. Với lại mình thấy đội hình xạ thủ nếu mà đầu game mà anh em không bui được hai con xạ thủ và hai con tăng á, mà anh em cố đấm ăn xôi mà anh em chơi thì nó khá là yếu. Và video đầu tiên mà mình review về con game này, mình kiến nghị anh em chơi đội hình gì anh em nhớ không? Nếu anh em nào mà từng xem á thì chắc chắn rằng anh em nhớ đó là cứ tăng mà chơi. Có nghĩa là đầu game anh em đâu biết đội hình nào mạnh, đội hình nào yếu đâu. Thì anh em cứ đè mấy con tăng như là Guardian này, Human này. Đó, nghe tên là thấy nó tăng cơ rồi. Guardian thì nó sẽ tăng máu, còn Human á thì nó sẽ tạo ra một con robot. Đó, anh em tích đủ 6 Human, nó đấm một phát chết hết luôn cho nó nhanh. Đó, đội hình tăng nha, nhưng mà nó có đam. Đừng có đùa với những đội hình đó. Ấy, mình còn nhớ ông cu mập chiến nhích này này là Việt Nam nhá. Và những ngày đầu mình chơi con game này là mình đã gặp ông này rồi. Cho đến thời điểm hiện tại chơi thì vẫn thấy ông này. Được rồi, ở đây thì mình thấy được một cái lõi vàng đúng không? Đây mình skip này. Cái skip này chúng ta sử dụng ở đây nhá. Đó. Thì mình đã nhận được một cái lõi vàng. Và bây giờ mình cố đổi skip tiếp á, thì mình không nhận được một cái lõi nào khác đâu. Tại vì mình chỉ còn hai lượt skip thôi. Đó là mình tối ưu nhá. Trong cái trường hợp mà chúng ta skip, anh em chắc chắn 100% anh em không nhận được cái đá nào khác á, thì chúng ta không nên skip. Hoặc là skip mà anh em không nhận được cái đồ nào ngon hơn á, thì chúng ta cũng không nên skip luôn. Được chưa? Rồi, ở đây đội hình mình cũng khá là mạnh nha. Đây mình sẽ up cấp luôn này. Rồi bây giờ mình bắt đầu sẽ thay vô này. Đó, Human nó sẽ tạo ra một con robot như thế này nhá. Còn con này mình có nên thay vô nhỉ? Tại vì đội hình của mình bây giờ cũng không biết thay vô đâu ấy. Nó đang kích dòng khá là đẹp, thế nên mình sẽ tích tiền nhá. 37 này. Rồi, mình tích 40 tiền. Nếu mà đầu game á, nó cho anh em 4 grid đi sớm á, thì anh em nên chơi. Hoặc là khi mà anh em đang còn nhiều máu, như là từ 8, 9, 10 máu á, thì chúng ta cũng nên chơi. Còn ra trễ quá thì không nên chơi. Hoặc là máu anh em thấp quá thì cũng không nên chơi 4 grid đi. Tại vì đội hình anh em sẽ cực kỳ là yếu luôn. Và như kiến nghị của mình á, đó là đam vật lý thì chúng ta sẽ bôi màu đỏ. Còn đam phép anh em sẽ bôi màu xanh. Còn khi mà chơi lâu rồi á, thì anh em sẽ biết là con nào sẽ bôi đồ gì nó sẽ hợp lý. Ví dụ cái súng á, thì đầu game bôi cái súng màu xanh thì mình thấy nó sẽ ngon. Blue á, mấy cái hồi mana á, đây người chơi Liên Minh nhiều quá nó quen anh em. Thì ở đây mấy cái cục sạc mana này mình cũng sẽ bôi màu xanh luôn. Đó, đây là kiến nghị của mình thôi nhá. Cứ chơi từ từ sẽ quen thôi anh em. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu thay từ từ vô. Đội hình của mình bây giờ nó cũng đang khá là mạnh. Thế nên mình sẽ thay từ từ thôi ha. 3 Guardian đi. Đây, đây thì có thêm Spirit ha. Và cái dòng nào nó cộng cái gì á, hoặc là nó thiếu cái tướng nào á, thì chúng ta có thể là nhìn qua bên trái này. Đây là các cái dòng mình đang được cộng đúng không? Ví dụ mình đang cần hai con Spirit khác đi, thì mình chuột phải vô. Đó, nó sẽ hiển thị cái con tướng nó ra. Đấy, thấy chưa? Nó thiếu con này, nó thiếu con này. Đó. Thì mình chỉ cần tìm và mình bỏ vô đội hình. Được chưa nào? Và khi bỏ vào nó sẽ cộng cái gì nó sẽ đi ở đây. Được chưa? Cứ chơi từ từ sẽ quen. Và khi chúng ta chơi á, ví dụ nhá, anh em chỉ biết một con tướng hoặc là hai con tướng của con game này thôi. Vậy thì làm sao anh em bui một cái đội hình tập trung hai con đó? Được chưa? Ví dụ mình chỉ biết cái con này thôi. Ở cái con Fire này thì nó có dòng là Spirit này, dòng Greedy này, Magma này. Đó, thì mình sẽ tập trung bui ba cái dòng này. Và khi mình bui được một cái game rồi á, ở những cái game sau á, mình biết rồi đúng không? Thì mình sẽ từ từ cải thiện lại cái đội hình của mình, nó sẽ dần dần mạnh hơn. Đó, ở đây mình sẽ tối ưu đồ luôn nhá.
mình bui đồ màu xanh hết luôn. Cái con tướng này mình thấy nó cũng khá ổn này. Đầu game anh em bỏ vô cũng được. Kích Spirit đội hình của anh em nó sẽ trâu hơn. Kích Ocean những con tướng mà anh em mang đồ á thì nó sẽ được boost. Boost cái gì thì anh em cứ bật cái dòng nó lên coi nhá. Tại vì mình cũng không nhớ hết đâu, mình nhớ là nó boost thôi. Rồi, con Spirit này á, cái con này tên gì? Heli hả? Ừ. Thì khi mà nó sử dụng skill á, nó sẽ làm choáng đối phương. Đương nhiên là choáng ngẫu nhiên chứ nó không đánh trước mặt hay là gì đâu. Tướng 3 tiền đầu game thì cũng không cần phải up 2 sao sớm nếu như nó không ra nhiều. Ở đây thì anh em thấy mình đang thua liên tục rồi này. Đây mình chỉ còn 7 máu này. Nhưng mà mình đi rít đi, kích hoạt nhiều dòng như thế này cũng chịu thôi anh em. Tại vì đối phương roll sớm mà. Mình đã lên level 7 rồi. Đây, mình kiếm được con tướng 5 tiền rồi. Con này á, thì bui đồ đỏ nha anh em. Đây, chuột phải này. Chiêu của nó là đam áp. Nhưng con này là shooter, chủ yếu đam tay nó cũng to. Thế nên anh em bui đồ đỏ, đồ xanh con này đều ngon nhá. Bui đồ xanh thì nó xài chiêu mạnh hơn. Còn bui đồ đỏ thì đánh tay mạnh hơn. Và đây thì mình sẽ bắt đầu thay vô. Cái dòng dòng gì đây ta? Cái dòng electric thì phải. Đây, electric. Thì cái dòng này á, nó sẽ giúp anh em đam ổn định theo thời gian. Nhưng mà về led thì chúng ta sẽ không có chơi mấy đâu. Tại vì chủ yếu về led á, anh em phải cố gắng giết mục tiêu nhanh. Chứ mà đợi nó mất máu theo thời gian á, nó chơi cái lõi màu xanh chẳng hạn thì nó lại hồi máu theo thời gian. Thế nên cái lõi, cái dòng này mình thấy nó không ngon. Nhưng mà đầu game thì nó lại khỏe. Tại vì đầu game đối phương nó cũng không trâu mấy á, thì cứ trừ máu theo thời gian cũng được. Nhưng mà ở giai đoạn này mình level 7 mà có tướng 5 tiền là ngon nhá anh em. Đây là một trong những con tướng mà anh em sẽ bui đồ gánh team cực mạnh luôn. Tại vì cái chiêu của nó là đánh hầu như là AOE anh em. Đây summon 10 cái lightning luôn. Nghĩa đối phương có 10 tướng thì nó giật hết 10 con thì phải. Nhưng không biết là nó có giật một con hay không, nhưng mà mình thấy nó xài chiêu đánh lan ghê lắm. Chúng ta qua cái mục là stat này, anh em có thể là xem cái lượng đam mà con tướng anh em gây ra. Màu đỏ là đam vật lý, màu xanh là đam phép. Thế nên từ cái lượng đam này anh em có thể nghĩ rằng anh em sẽ bui cái đồ gì nó mạnh. Coi có màu đỏ không nào. Ơi màu xanh. Vậy là coi tiếp nào. Màu xanh tiếp. Tiếp nào. Không có rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ lấy con tướng 5 tiền này nhờ. Hoặc là cái đồ màu xanh, đồ thủ này cũng được này. Thôi lấy tướng 5 tiền đi. Tại bây giờ mình qua đây á, là mình lấy được một cái giáp để mình tính review cho anh em. Nhưng mà thôi mình đang đi rít đi cũng 6 máu khá nhiều ha. Càng đến vòng cao ở vòng 3 này chúng ta sẽ bị trừ 2 máu nha. Đây con này bỏ vô thì mình sẽ có thêm một dòng nữa. Mình sẽ up cấp 8 luôn. Giàu mà anh em. Cũng khá là mạnh rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi check bài của người khác. Ông cu mập này chơi rất là ghê nha. Mình thấy ông này nằm top hoài luôn đó anh em. Ông đang có một con tướng 2 tiền. À con tướng 4 tiền 2 sao. Đó. Đồ thủ thì anh em cứ chơi nha. Cái giáp màu vàng như thế này á, giống như là chiêu bất tử của con Chinamia ở trong Liên Minh Huyền Thoại á, nó sẽ được bất tử trong vài giây. Rồi bây giờ mình sẽ tính con nào. Con này sẽ không kích dòng bỏ này. Con này cũng không kích dòng bỏ này. Con này có nhưng mà biết là bỏ vô thay ai thôi. Này vừa nói vừa chơi hơi mất tập trung ha. Đó về cơ chế nó là vậy thôi đó. Mình nói ông khu mập này chơi game mà. Nếu mà tập trung chơi á thì cố gắng được lõi nào đó level 3 thì may ra mình còn được top 1 ha. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó không có lõi nào level 3 hết. Thế nên top 2 là được. Cái này á, là chúng ta đánh normal, đánh thường đó anh em. Mà khi mà chúng ta đánh thường anh em chơi sao cũng được. Chơi thắng hay thua nó cũng không quan trọng đâu ha. Nhưng mà khi mà chúng ta chơi thắng á, thì cái điểm rank anh em kiếm được nó sẽ nhiều. Và khi mà chúng ta kiếm được các cái ticket này thì chúng ta lại quay về cái quá trình ban đầu, đó là vô tour và đánh, sử dụng ticket đánh. Và khi đánh rồi á, anh em nằm được ở trong top thì chúng ta sẽ chi thưởng lead. Lead có rồi thì chúng ta lại rút tiền. Ban đầu thì đến với game này anh em chơi nó sẽ thấy hơi rối một tí, nhưng mà chơi nhiều nó sẽ quen.